có một ngày con người hôm nay vật súng vật cùng vật cờ vật nàng đổi lại khăn tang quay ngang vòng nàng hoàn chiến sẽ có một ngày con người hôm nay về với miêu đường mồ mà giá tiên hàng chục năm qua bức bách nhạt nhòa cho quên sẽ có một ngày là tiêu đề một bài thơ và cũng là dự ước của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện về một ngày mai bừng sáng cho quê hương đất nước bên kia bờ đại dương. Trong tâm tình biết ơn và tưởng nhớ tác giả Hoa Địa Ngục, xin hãy cùng nhau hướng về cái ngày chắc chắn sẽ đến ấy qua chương trình diễn đọc các bài viết, hồi ký, nhận định, bình luận, phản ảnh những tiếng lòng thiết tha gắn bó của những người Việt Nam luôn hướng vọng về quê cha đất tổ. Chương trình sẽ có một ngày xin gửi đến quý thính giả một bài viết của cô Hân Phan, sinh năm 1979, tốt nghiệp ngành luật, đang là giám đốc của một công ty truyền thông ở Sài Gòn. Bài viết của cô gái từ trong nước này với cái tên Người Việt Nam Hèn Hạ đã được đài AFE đọc các trích đoạn và bình luận, sau đó đã xuất hiện trên YouTube và đã được hơn 500.000 người vào nghe. Đan Minh xin mời quý thính giả nghe nguyên văn bài viết này. Bài hát mà nhóm thực hiện chọn để đi cùng với bài viết là bài Tôi là người Việt Nam do ca sĩ Ánh Minh của Trung tâm Thúy Nga Paris trình bày. Bài hát này đã được Trung tâm đưa lên YouTube và cũng đã có hơn 500.000 người vào nghe. Trước khi vào bài đọc, xin gửi đến quý thính giả đoạn clip YouTube của ca sĩ Ánh Minh nói về bài hát. Chúng tôi xin gửi tặng bài này đến các tòa đại sứ, lãnh sự quán của nước Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới. Xin ghi chú là chúng tôi cũng bắt chước tác giả Hân Phan nên các chữ Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa đều không viết hoa. Một bài viết của một cô gái Việt viết từ trong nước và một bài hát do một cô gái Việt viết từ ngoài nước. Xin mời quý vị cùng nghe. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị. Hôm nay Ánh Minh muốn chia sẻ về cái MV Tôi là người Việt Nam, sáng tác của nhạc sĩ Dương Khắc Linh và lời của Ánh Minh và Dương Khắc Linh. Sau khi cái bài MV này ra thì có rất là nhiều người hỏi và thắc mắc tại sao cái tựa đề là Tôi là người Việt Nam mà Ánh Minh hát bằng tiếng Anh. Thì Ánh Minh muốn nói cái lý do tại sao Ánh Minh hát bằng tiếng Anh.
quý vị biết là anh Minh và anh Dương Khắc Linh là hai người mà sống ở hải ngoại, cho nên không có biết nhiều về Việt Nam. Nói thì Việt Nam thì rất ít, không có nhớ nhiều và không có học hỏi nhiều. Cho nên cái MV này thì viết ra cái lời thì cho quý vị thấy là một người sống ở hải ngoại. Trong MV này thì quý vị sẽ thấy anh Minh đi từ Los Angeles, từ Rome, từ Paris, từ Ý, nhưng mà chưa bao giờ về Việt Nam và rất là mong muốn để về Việt Nam để tìm hiểu về cái cội nguồn của mình, hoạt động như người Việt Nam mình, ăn uống đồ ăn Việt Nam, và muốn là giống như là kêu gọi những người trẻ, thế hệ trẻ sau này mà cũng sống ở hải ngoại như anh Minh và anh Nhân Khắc Linh, để họ tìm hiểu về Việt Nam nhiều hơn và thích Việt Nam và có thể về thăm Việt Nam và luôn luôn nhớ là mình là người Việt Nam, không có bao giờ quên cội nguồn và văn hóa Việt Nam mình, cho họ tự hào mình là người Việt Nam, dù mình sống ở nơi nào thì không bao giờ quên là tôi là người Việt Nam. Bài viết này sẽ không có một chữ Việt Nam nào được viết hoa, bởi chúng ta có xứng đáng được trân trọng như vậy không? Không hề. Cách đây đã lâu, tôi đọc Người Trung Quốc Xấu Xí của ông Bá Dương ở Đài Loan. Chưa bàn tới hay, dở, đúng, sai của nội dung cuốn sách gây tranh cãi ầm ĩ đó, tôi chỉ nhớ lại cảm giác giật mình của tôi khi đó. Khi tôi đọc lướt qua vài trang sách, tôi như vỡ ra một niềm cảm khái mà từ lâu nó cứ âm ỉ trong lòng. Tôi biết thế giới đã từng có những cuốn như Người Mỹ Xấu Xí, Người Nhật Bản Xấu Xí, rồi mới đến cuốn của ông Bá Dương. Tôi vừa đọc, vừa tự hỏi, tại sao người Việt Nam chúng ta không có một cuốn như thế này? Tại sao chúng ta cứ tự du ngủ mình trong cái điệp khúc dân tộc Việt Nam là cần cù, nhân hậu, thông minh, kiên cường, bất khuất, đoàn kết, thương yêu nhau. Nhìn đâu cũng thấy anh hùng, liệt sĩ. Nếu thực sự chúng ta có những tố chất đó, nếu thực sự chúng ta là những người như thế, sao kết quả chúng ta hiện nay lại là một đất nước như thế này? Một đất nước mà hơn phân nửa các cô cậu, tú tài, đi thi cử nhân, khoe rằng mình có quay cóp một cách hoàn toàn, không có chút tự trọng. Mở ngoặc, đó là được hỏi. Còn báo chí không cần hỏi, vẫn có những hình ảnh, phao thi, trắng cả trường thi. Vậy thì thi cái gì? Thi xem ai quay cóp giỏi hơn chăng? Đóng ngoặc. Trong đó, còn có cả những đứa trẻ bảo rằng, năm nay không thi thì năm sau thi, chứ làm bài mà phỉ báng thần tượng Su Yu của nó là nó không thi. Mặc cho bao nhiêu tâm sức, kỳ vọng của gia đình, nhà trường, xã hội, những nền tảng đã cho nó có được cuộc sống và kiến thức để mà tiếp cận được với Su Yu danh giá của nó. Thế mà nó vẫn được rất nhiều đứa trẻ khác tung hô, chính là những đứa trẻ sẵn lòng khóc lóc, quỳ gối, hôn ghế trước thần tượng. Một dân tộc gì đã sản sinh và nuôi dạy ra một thế hệ kế thừa như thế? Con nít nó học cha anh mà ra, chúng ta đã nuôi dạy trẻ con thành ra như thế sao? Đừng ai đổ thừa cho ai, vì trường học đổ cho cha mẹ đổ cho xã hội đổ cho cha mẹ, nhà trường. Tóm lại, đừng đổ thừa nữa, hãy biết hốt về mình đi. Tất cả chúng ta là người lớn, chúng ta đều có lỗi. Bởi người lớn có hơn gì? Một xã hội mà người ta đang sẵn lòng thuốc chết nhau đi từng ngày bởi tiền bạc bất kể lương chi. Làm quan thì chỉ lo vơ vét, tham nhũng, quỳ gối trước ngoại bang để duy trì sự thống trị trước nhân dân. Gần 40 năm thống nhất, Việt Nam có hơn gì thời chiến, ngoài đống xe máy chạy đầy đường, trong túi
ai cũng có một cái điện thoại di động. Dù nhà ở không có, đất đai không có, bảo hiểm không có, tương lai cho con cái không có, nhưng bia rượu chảy tràn lan mỗi ngày trong quán nhậu. Người ta được du giấc suốt 40 năm bằng niềm ước mơ cháy bỏng, cơm no, áo ấm. Hạnh phúc chỉ thế thôi. Muốn hạnh phúc hơn thì hãy làm giàu, làm giàu, làm giàu. Doanh nhân là chiến sĩ thời bình. Kích, tôi ỉa vào cái khẩu hiệu sặc mùi con buôn đầy phân chợ trời đó. Tiếng súng không còn nổ ngoài đường. Một cuộc chiến khác, đậm chất mafia, côn đồ. Đảo Sicily chắc còn phải chào thua nhà cầm quyền Việt Nam trước khả năng dùng luật im lặng của họ với dân mình. Cuộc chiến đó là rình mò, là theo dõi, là cấm cản, là kiểm duyệt, là vu cáo, là bắt bớ, là rủi cui, là tù đầy, là chết không lý do, là bị bịt miệng tại tòa, là con cháu theo lời lãnh đạo cầm gậy gộc ra ngoài đồng ức hiếp ông bà, cha mẹ, chòm xóm của mình vì họ đang giữ đất. Trong khi họ giữ đất cho ai? Những đứa thanh niên đó, nó đang nghĩ gì khi quay lưng lại với dân tộc mình? Đơn giản thôi, nó tin rằng nếu trung thành với cái thể chế mà nó đang phục vụ, thể chế đó sẽ cho nó công việc ổn định, đặc quyền, đặc lợi hơn người. Vậy là nó nhắm mắt làm theo, coi nhân dân là cỏ rác, cũng vì lợi ích cá nhân, gia đình nó, nếu nó có nghĩ tới. Chứ ngoài ra, liệu còn cái lý tưởng cao đẹp nào có thể tin vào lúc này? Đừng nói với tôi là lý tưởng Hồ Chí Minh hay lý tưởng Cộng sản, nhé. Hỏi những đứa mặc áo xanh cán bộ đoàn thử xem, nó nói có trôi chảy không? Tôi đã thử rồi. Rốt cuộc là ngồi im, nghe tôi nói huyên thuyên toàn những điều mà trường học gọi là phản động. Cuộc chiến này được khoác lên chiếc áo bảo vệ hòa bình, tự do, hạnh phúc, còn bên trong là để bảo vệ quyền lợi, quyền lực cho một nhóm người gắn kết với nhau bằng những chiếc răng cùng gặm vào xương máu người nghèo, người thất học, người bán buôn, lương thiện hàng ngày, những người mỗi ngày chỉ biết tạ ơn trời Phật đã cho chúng con một ngày yên ổn làm ăn, không bị cán bộ thuế đến nhũng nhiễu, không bị cảnh sát giao thông thổi phạt kiếm ăn, không bị đội dân phòng rượt đuổi, không bị ông chủ đẩy vào toilet để sờ soạng, không bị cắt tiền tăng ca, không bị cho ăn cơm thiêu ngộ độc, không bị bệnh đột ngột phải vào bệnh viện nằm gầm giường chờ chết. Thế là cái dân tộc đầy sợ sệt, bất an đó cuống cuồng kiếm tiền, cuống cuồng vơ chỗ này cấu chỗ kia để lo cho cái thân mình. Họ còn biết làm gì nữa? Và khi họ chăm chăm vào tiền và sự yên ổn cho mình, họ để mặc cho một bọn ác khác lên ngôi. Bọn này là sản phẩm của công thức. Bên trên, chúng nhìn thấy cách hành xử của một chính quyền côn đồ. Có tiền là ra luật. Cộng với bên cạnh, chúng nhìn thấy những con người thờ ơ với người khác, chỉ còn biết nghĩ tới mình. Cộng với bên dưới, chúng nhận ra một đám người khổ sở, sợ sệt, yếu ớt. Kết quả, chúng chợt nhận ra chúng có khả năng luồn cúi bên trên, tránh né bên cạnh, ức hiếp bên dưới. Sao mà tôi sợ bọn người đó như thế? Bọn đó tập trung vào các cơ quan công quyền, làm quản lý, làm công an, làm công chức, làm đầy tớ của nhân dân. Bọn công bộc đó đã cùng nhau đẩy những cụ già bỏ quê bỏ xứ lên Sài Gòn ngồi vạ vật, dầm mưa dãi nắng suốt ngày đêm, ngày này qua tháng nọ để kêu oan. Bọn công bộc đó đã đẩy hai mẹ con người phụ nữ nọ phải dùng đến cách phản kháng cuối cùng mà họ có, là khỏa thân ở giữa đường để đòi lại công bằng. Vì trong tay họ còn có gì để chống lại chúng ngoài phẩm cách của người đàn bà vốn được coi là thiêng liêng.
Họ dùng đến cách đó và cuối cùng bị chúng lôi kéo dọc đường và nỗi oan của họ có ai thèm đoái tới. Bọn công bộc đó đã đẩy đến đỉnh điểm hôm nay một người mẹ uất ức tự thiêu trước cổng một cơ quan công quyền vì không còn sức để chịu đựng chúng. Tôi sợ bọn chúng vì bọn chúng đông quá, đông như kiến cọ. Chúng nhan nhản khắp nơi, ngày ngày bóp chết mọi ước mơ, triệt tiêu mọi khao khát. Thêm sự rốt nát của chúng vào nữa là hoàn hảo để tạo ra một nền kinh tế xã hội thụt lùi đến chóng mặt, quay cuồng trong dối trá và danh lợi. Đáng sợ hơn, cuộc sống ấm êm, no đủ của chúng nhờ vào tính cơ hội thu vén lại là sự thèm khát của những tầng lớp khác, khiến cho những con thiêu thân non trẻ khác lao vào như một cơ hội ngàn vàng. Bọn này tiếp tay cho bọn con buôn cũng lưu manh không kém. Thế là chúng ta ăn thức ăn có độc mỗi ngày, con cháu chúng ta uống sữa độc mỗi ngày, chúng ta đi trên những con đường hiểm họa mỗi ngày, chúng ta tiêu dùng những gì chúng mang tới, chúng ban phát với giá mà chúng ấn định, với mức thuế mà chúng muốn, không còn một lựa chọn nào khác, không biết làm gì khác, không có phản ứng gì khác, vì chúng ta lương thiện. Kẻ không lương thiện có những phản ứng tàn độc hơn, hay biến hẳn sang một trạng thái sống khác, như một sự kết tinh cao cấp hơn của một xã hội đương nhiên sẽ sản sinh ra nó. Tôi nghĩ đến bọn này khi tôi đọc tin về tên bác sĩ lợi dụng lúc mẹ của bệnh nhi đi lấy giấy xét nghiệm. Hắn hãm hiếp đứa bé mới 3 tuổi. Tôi đọc tin ông bà chủ đánh trẻ làm công đến thương tật. Tôi đọc tin một gã thanh niên có học chặt chém bạn gái mình thành từng khúc chỉ vì một chiếc xe máy và chút ít tài sản. Tôi đọc tin bọn chủ lơ xe vứt xác hành khách bị lèn chết giữa đường mà cả xe không ai phản ứng. Tôi đọc tin nữ sinh phải ngủ với thầy giáo để được điểm tốt. Tôi đọc tin người đi đường bị cướp, may mắn giật lại được túi tiền, nhưng túi rách, tiền bay ra, xung quanh thiên hạ xúm lại nhặt, nhưng không phải nhặt giúp mà nhặt hết đi, không chừa lại đồng nào. Thay vì bị một đứa cướp, anh ta bị cả con đường đè ra mà cướp. Còn rất nhiều tin. Một dân tộc gì mà độc ác và hèn hạ thế? Dĩ nhiên, không chỉ có mình tôi biết đau đớn vì những điều đó. Chúng ta có cả một thứ to tát mà tôi tạm gọi là nền văn chương. Than khóc. Trong những tác phẩm thi ca xuất bản từ khoảng 20 năm trở lại đây, tôi không dám nói mình đọc nhiều hay nghe nhiều, nhưng tôi cố gắng đọc, nghe, cố gắng tìm tòi, cố gắng tìm kiếm một tác phẩm. Nó xứng đáng làm cho tôi thấy dân tộc Việt Nam của tôi thực sự là cần cù, nhân hậu, thông minh, kiên cường, bất khuất, đoàn kết thương yêu nhau một cách đúng nghĩa. Vì hãy quên những hình tượng cách mạng cao đẹp trong văn chương hay cả âm nhạc của miền Bắc thời chiến tranh đi. Đó không phải là văn chương, nó là thuốc pháo, tìm cách dẫn dắt, thôi thúc người ta chém giết, chết. Không hơn, không kém. Các bạn có tìm kiếm giống tôi không? Và các bạn có tìm thấy không? Hay đầy rẫy xung quanh chúng ta chỉ có 3 loại? Loại mờ nhạt, rẻ tiền, xúc cảm vu vơ, vụn vặt, vô thưởng vô phạt. Loại có trăn trở, có suy tư, nhưng toàn đau đáu những nỗi niềm xưa cũ, tương lai chả biết phải vứt đi đâu và vứt cho ai. Loại mạnh mẽ hơn, trực diện hơn, nhưng tầm vóc tác phẩm chỉ ở mức gầy lên một tiếng đàn, rồi thôi. Tinh thần chúng ta đang được nuôi dưỡng bằng những thứ chỉ đến mức đó thôi. Còn những thứ hổ lốn, lai căng, phát trên tivi, bán ngoài sạp báo mỗi ngày, tôi không dám kể tới. Vì đó là nỗi kinh hoàng mà nếu phân tích thêm, chỉ muốn vứt cái đầu mình đi, không cần suy nghĩ nữa làm gì cho mệt óc. Vậy cái gì đã gây nên nông nỗi?
Tôi không muốn tạo ra sự hiểu lầm là cái gì cũng do lỗi cộng sản. Nhiều người rất cực đoan, nói ra cái gì sai, họ cũng đổ vấy hết cho cộng sản. Nhưng cộng sản tệ đến thế mà cai trị được chúng ta đến ngày giờ này, thì chúng ta cũng tệ không kém. Nghe nói, cụ Tản Đà có câu: cũng bởi thằng dân ngu quá lợn, cho nên quân ấy mới làm quan. Những gì độc ác, bẩn thỉu của cộng sản, những người khác đã nói đầy cả ra rồi, tôi nghĩ mình cũng không cần nhắc lại. Tôi chỉ nghĩ đến một điều: cái gì đã làm cộng sản tồn tại lâu như thế? Ngoài sự cấu kết quyền lực, quyền lợi để cùng bảo vệ lẫn nhau, cộng sản đã làm gì để chúng ta thành ra một dân tộc Việt Nam hèn hạ từ trên xuống dưới, từ già tới trẻ như ngày hôm nay? Ngoài sự mafia, côn đồ, trấn áp bằng sợ hãi, giáo dục một cách ngu dân ra, chúng còn làm gì nữa? Ai từng học luật đều biết, khi quy phạm pháp luật không điều chỉnh được, thì hành vi con người sẽ phải điều chỉnh bởi quy phạm đạo đức. Pháp luật không theo con người lên giường, vào toilet, xuống bếp, nhưng đạo đức theo ta khắp nơi, tận trong ngõ ngách tâm hồn. Pháp luật cũng không ép tạo ra đạo đức. Chính sự vô thần vô thánh, không thừa nhận đức tin mà cộng sản triệt để nhồi nhét từ khi họ nắm được dân tộc này, đã hun đúc ra những con người sẵn sàng bán thịt thối cho người ta ăn, đút sữa độc vào miệng con nít, chém mẹ ruột, giết con đẻ. Vì những người này họ không sợ, hoặc họ tin rằng họ sẽ tránh được sự trừng trị của pháp luật. Khi pháp luật không trị được mà người ta không sợ luân hồi, không sợ quả báo, không sợ bị đẩy xuống địa ngục, thì họ còn sợ gì nữa? Việc gì mà họ không dám làm? Còn những kẻ yếu, không có niềm tin là có Phật, có Chúa, có Thánh A-la luôn soi sáng mình, giúp đỡ mình, ngự trị trong mình, thì họ còn biết dựa vào đâu để tìm lại niềm lạc quan mà sống, mà tranh đấu để tự tìm lấy giá trị sống thiêng liêng mà Đấng Tạo Hóa đã ban cho mỗi chúng ta. Tôi có cảm giác như mình đang sống giữa một bầy đàn hỗn loạn nhưng hoang vu, hỗn loạn về vật chất nhưng hoang vu về tinh thần. Bạn có thấy như thế không? Giữa sự hỗn loạn và hoang vu ấy, cái ác sẽ luôn luôn ngự trị, kẻ có sức mạnh sẽ luôn trấn áp chúng ta. Chúng ta, những kẻ được đến trường nhưng thật ra thất học, những kẻ nghĩ mình lương thiện nhưng thật ra không có lương tri, những kẻ đủ ăn mặc nhưng thật sự chưa hề nếm mùi vị hạnh phúc, những kẻ đọc sách, nghe nhạc mỗi ngày nhưng không biết đó chẳng phải là nghệ thuật đích thực. Một nền nghệ thuật có thể soi sáng tâm hồn ta, chứ không phải du ta ngủ trong quên lãng. Những kẻ hoang mang, không biết tin ai, không hiểu nên làm gì cho đúng. Lúc đó, lúc hỗn loạn và hoang vu đó, anh cộng sản xuất hiện và nói: đời chúng mày chỉ cần độc lập, tự do, hạnh phúc. Chúng ta tưởng thế là hay ho lắm. Dù nền độc lập này có mang lại tự do không, có hạnh phúc không, hay chúng ta đang cúi đầu nô dịch cho ai đây? Chúng ta thực chất đang sống thế nào đây? Và đang để lại cho con cháu chúng ta di sản gì? Chúng ta đeo bám theo họ, quên cả chính bản thân mình. Một con người cần phải sống sao cho đúng nghĩa, đúng phẩm cách, hành động đúng theo những gì mà một con người có lương tri cần phải hành động. Bạn có đang tự hào vì mình là người Việt Nam không? Hỡi những con người ấu trĩ, mang trong mình một đinh ninh sắt đá là tôi rất tự hào vì tôi là người Việt Nam, cần cù, nhân hậu, thông minh, kiên cường, bất khuất, đoàn kết thương yêu nhau, đã từng đấu tranh thắng Mỹ. Các bạn không thấy điều đó nó hết thời rồi à? Ta thắng Mỹ để có một xã hội phồn vinh, một dân tộc được tôn trọng. Chứ còn thắng Tàu, thắng Pháp, thắng Mỹ, thắng khắp nơi. Mà ngày nay, những kẻ ta từng thắng đó
nó coi chúng ta còn không hơn con chó, thì cái chiến thắng đó nhắc tới làm chi cho thêm nhục. Mặt phải, chúng ta ra giả trên báo mỗi ngày là Mỹ đã đến Biển Đông, bà Hillary dọa Trung Quốc không nên gây hấn, để mong lòng dân yên ổn. Mặt trái, chúng ta tổ chức ngày hội, gặp gỡ những lớp cán bộ đã từng được tàu đào tạo để cảm ơn họ đã dạy dỗ cả đám cho bu Việt Nam. Đĩ chưa từng thấy, chưa có cái chính quyền nào mà đĩ như chính quyền Việt Nam hiện tại. Dựa hơi mà cũng không biết dựa hẳn bên nào cho chót. Lá mặt, lá trái như thế, bảo sao quốc tế nó không khinh. Còn dân Việt Nam thì sao? Dám cầm súng đánh Trung Quốc hay đánh bất cứ thằng nào xâm lược Việt Nam nữa không? Mà cầm súng để làm gì? Kết quả của gần 40 năm độc lập, ai cũng thấy cả rồi, không cần nói nữa. Và cả bọn hèn hạ, chúng ta đang ôm lấy nhau, hồi hộp, chờ đợi, hồi chuông báo tử. Bổ sung, sau khi bài này được upload, tôi nhận được khá nhiều comments và cả message. Không biết phải đánh giá như thế nào về những comments hỏi ngược lại tôi với một thái độ khinh khỉnh qua nhiều câu chữ khác nhau, nhưng đại khái cùng một ý. Vậy bạn có hèn không? He he. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh lại một điều. Suốt cả bài viết, tôi không gọi những người hèn là các bạn, tôi gọi là chúng ta. Như vậy có dễ hiểu hơn chưa nhỉ? Tôi không thích tự nhận hay gán ghép. Tôi chỉ nói lên những suy nghĩ của mình. Còn đánh giá tôi hay đánh giá chính mình, các bạn cứ tự làm lấy. Thiết nghĩ, đâu cần phải tranh luận chuyện ai hèn, ai không hèn ở đây. Biết hay không biết mới là quan trọng. Mà cái sự khổ sở để đi từ cái không biết, chưa biết, đến cái biết, nó sẽ là một quá trình gian nan mà mỗi người phải tự thân trải nghiệm. Không ai giúp ai được đâu. Và tôi hiểu, cái biết của tôi nó cũng chỉ giới hạn trong tầm nhân sinh quan nhỏ bé của cá nhân tôi mà thôi. Còn bạn, hãy tiếp tục giữ lấy niềm lạc quan của bạn. Con cừu vẫn có được niềm hạnh phúc mỗi ngày, được gặp cỏ non, uống nước suối, ngắm bầu trời xanh, chờ đến ngày xẻ thịt mà. Đúng không? Hạnh phúc vẫn khắp quanh ta. Những con cừu không biết tự sướng, không biết thủ dâm tinh thần, thì quả thực là ngu còn hơn cừu. He he. Bổ sung tiếp, trích comment của không nói biết. Ông bảo xã hội nào cũng có những điều bẩn thỉu. Tôi công nhận điều ấy, nhưng xã hội bẩn thỉu nhất, ông có biết là xã hội nào không? Là xã hội mà thằng ăn cắp không cho rằng nó phạm pháp, nó đang làm điều xấu. Người lương thiện thì run sợ, thằng bất lương lại coi việc nó làm là bình thường. Và kẻ vô liêm sỉ như ông thì vênh vang tự đắc. Ta là số đông, chính là xã hội này đây. Tự do phải tranh đấu bằng xương máu và cả tính mạng. Quý thính giả vừa nghe bài viết nhan đề Người Việt Nam Hèn Hạ của tác giả Hân Phan. Và để gói trọn lại ý nghĩa của bài hát, tôi là người Việt Nam và bài đọc Người Việt Nam Hèn Hạ, mở ngoặc, viết không có chữ hoa, đóng ngoặc, thì không còn bài hát nào hay hơn là bài Hát cho Việt Nam của nhạc sĩ trẻ Từ Yên, viết từ hải ngoại. Trả lại cho tôi non sông Việt Nam, trả lại cho tôi giang sơn hùng vương, trả lại cho tôi anh linh bạch đằng, hồn thiêng nước Nam. Trả lại cho tôi Nam Quan Hoàng Sa, trả lại cho tôi quê hương tự do, trả
trả lại cho tôi vinh quang làm người, làm người Việt Nam. Tôi là Việt Nam có quê hương bờ đại dương Thái Bình. Tôi dân lạc hồng ngàn muôn trang sứ oai linh. Tôi lớn khôn lên mơ một cuộc sống thanh bình, dựng xây đất nước nối chí thiêng cha ông ngàn năm. Tôi là Việt Nam 60 năm nhọc nhằn không nụ cười, thương dân Việt nghèo buồn cơn tai biến chưa nguôi, căm oán quân gian gây vận nước điều tàn, tù giam phương Bắc xâm lấn quê hương non sông Lạc Hồng. Quý vị vừa nghe chương trình Sẽ Có Một Ngày do nhóm thân hữu Nguyễn Chí Thiện